Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
em sống vui tràn hòa tình thương. Kinh Đại Thừa là mình phải có một cái nhìn phóng khoáng thì mình mới có thể thẩm thấu được cái ý nghĩa của những cái đạo lý trong Kinh điển Đại Thừa. Ví dụ như Kinh Duy Ma Cật có kể rằng cái nhà của ông Duy Ma Cật rất là nhỏ, nhưng mà trong chốc lát thì có 32.000 vị Bồ Tát vào ngồi trong căn nhà đó. Mình nghe sao mình tin nổi? Cho dù là một cái biệt thự đi nữa cũng không thể nào chứa nổi 32.000 người. Vậy mà trong một căn nhà nhỏ của Di Ma Cật có thể chứa được 32.000 vị Bồ Tát. Nhưng mà nếu mà chúng ta lấy cái tư duy về ý nghĩa Đại Thừa thì chúng ta thấy rằng căn nhà nhỏ đó nó chỉ là cái hình tướng thôi. Nhưng mà nếu mà cái tâm mà nó rộng á thì không phải chỉ 32.000 người mà dù cả 100.000 người nó vẫn vừa như được. Hôm nay chúng ta ở tại ngôi nhà này, tuy là ngày thường, ngày thứ tư, nhưng có những Phật tử cũng lái xe từ Hòa Lan đến, có những người lái xe ở những thành phố xa 500-700 cây số đến. Và trong phút chốc thì căn nhà này bình thường nó rộng, nhưng mà tự nhiên mình thấy nó chật là lại vì đông người. Nhưng mà nãy giờ lắc tới lắc lui, nhét thì dồn rồi thì nó cũng vô hết. Vậy thì cái tâm của mình mà rộng á thì bao nhiêu người mình cũng chứa được hết, không có sao hết. Và ngày xưa mà có những vị mà Bồ Tát ở mười phương đến xin Đức Thế Tôn làm cái công việc là đi truyền bá giáo pháp, Đức Thế Tôn đã khỏi cần. Ngay ở đất nước của tôi đã có đủ các vị Bồ Tát làm việc đó. Những Bồ Tát đó từ dưới đất mọc lên, gọi là Tùng Địa Giống Sức. Tại sao Bồ Tát ở mười phương đến xin việc làm mà Phật không cho, Phật lại cho các Bồ Tát cứ như lòng đất đi lên? Lòng đất đi lên đây ý nói là những Bồ Tát tại bản xứ này. Ở thế giới Ta Bà thì người ở thế giới Ta Bà nói nó mới đúng điệu.
Còn mình ở thế giới ta bà mà chư thiên tới nói chắc mình khó nghe. Tại vì chư thiên sống ở cõi trời thì không có khổ. Còn người ở cõi đời này mà có khổ, người ta nói khổ mình nghe hay. Tại vì người ta đã hiểu khổ là gì và ta nói nó nghe được. Cũng như vậy, mình là những người Phật tử, mình có cái kinh nghiệm trong cái cuộc đời tu của mình. Có những lúc bất trắc, có những lúc khó khăn, có những lúc dường như mình muốn thối tâm Bồ Đề. Thay vì mình đã phát tâm Bồ Đề và mình phải dẫn mãnh trên con đường phát tâm đó, nhưng mà thỉnh thoảng mình thối lui. Thường thường người ta kêu là thối chuyển. Cái từ Phật học chúng ta là thối chuyển. Chữ chuyển là gì? Chuyển tức là nó nhúc nhích. Và thối tức là lui lại. Cho nên có nhiều người á, người ta chưa lui nhưng mà tâm ta bị nhúc nhích rồi. Ví dụ ha, bây giờ cái tủ, cái bàn này nó rất là nặng, quý vị đâu có khiêng nổi đâu. Bây giờ muốn khiêng nó xuống tới dưới mình làm gì? Dích nó một chút, dích nó bên này một chút, dích bên này một chút, lát cái mình kéo nó xuống tới dưới. Thiền mà nó hay lắm, nó lùi mình một lần không được đâu, nhưng mà nó nói riết cái tâm mình chuyển. Chuyển sao mà từ từ mình không thấy mình chuyển. Nhưng mà nó nói chuyện này chút, nó nói chuyện kia chút, nó nói toàn là những cái chuyện tiêu cực không hay. Rồi mình chuyển cái tâm mình, lúc nào mình thối, lúc nào mình hay, chứ là thối chuyện. Cho mình tu á, là mình phải có một cái kiên định ấn, phải có định phong đơn. Quý vị có nhớ thuốc định phong đơn trong Tây Du Ký? Tề Thiên, phái đoàn của Tề Thiên, thầy trò bị gió tạt. Gió đó là gió bát phong. Khen chê, khen trước mặt, chê trước mặt, được mất, rồi vui buồn vân vân. Tề Thiên phải lên trên trời xin một viên thuốc gọi là định phong. Định phong đơn tức là thuốc uống vô thì chặn lại được những cơn gió. Uống vô rồi tự nhiên người ngồi yên, gió thổi không lay động. Cho nên mình, mỗi người Phật tử chúng ta, mỗi tối chúng ta niệm Phật, chúng ta ngồi thiền, chúng ta tụng kinh, đó là chúng ta uống thuốc định phong đó. Mình lăng xăng lắm, cái miệng lăng xăng, hành động lăng xăng, ý nghĩ lăng xăng. Và mình cho mình thời kinh 15 phút, 15 phút đó là mình uống thuốc định tâm, định khẩu và định cái thân, gọi là trạo cử của mình. Có nhiều khi mình thấy mình đâu tu gì đâu, mà thiệt sự tu mà thấy mình tu thì chưa gọi là tu. Chứng mà thấy mình chứng thì chưa gọi là chứng. Tu sao mà không thấy mình tu gì hết, mà ngày nào cũng đều đặn, gọi là tinh tấn. Cái siêng của mình đó là cái siêng đều đặn. Mà đa số mình là mình siêng theo tùy lúc. Hôm nào mình vui thôi cũng từ sáng tới tối, mà bữa nào mà buồn rồi không đụng gì hết. Cho nên mình dễ bị chuyển và bị thổi. Mình tu á, là trước mình phải có thầy, hai là mình phải có bạn, phải không? Tu phải có thầy có bạn, tại vì thầy là cái người dẫn đường cho mình đi, chỉ nẻo cho mình đi. Còn bạn là những người đồng hành. Cho nên mình phải quy y Phật. Bởi vì quy y Phật á, mình kính Phật là người thầy, và luôn luôn mình lấy Phật làm thầy để mà mình đi đến cái, mình nhận tất cả những lời dạy của người thầy để mình đi. Và người thầy cho mình cái bản đồ, đó là Pháp. Nhưng mà bây giờ mình có thầy rồi, mình có bản đồ rồi, mà không có những người đồng hành, mình đi hồi cái mình bị buồn, mình bị cảm thấy cô đơn, cô độc, lẻ loi. Cho nên mình phải có tăng. Tăng là đoàn thể đẹp, cùng đi trên đường vui, tu tập giải thoát, làm an lạc cuộc đời. Và tăng tức là những người bạn đồng hành với mình trên con đường giác ngộ. Và tất cả chúng ta đều đương vào Pháp của Phật. Tại vì sao? Tại vì Pháp là con đường sáng dẫn người thoát cõi mê, đưa con trở về sống cuộc đời tỉnh thức.
Mình không có Pháp là giờ này mình ở Pháp chứ không phải mình được Pháp. Mình ở xứ Tây. Thế đây chúng, Pháp đây nói cho rõ là Phật Pháp. Tại vì Pháp là con đường, mà thế gian này nhiều đường lắm. Mình đi trật đường là tới sai chỗ, cho nên phải xác định rất rõ là Phật Pháp, nghĩa là con đường giác ngộ. Bởi vì Phật là giác ngộ, Phật là tỉnh thức. Con đường nào dẫn mình đi tới tỉnh thức thì con đường đó là Phật Pháp. Vậy thì quý vị Phật tử chúng ta tự nhận mình là đạo Phật. Đạo Phật là đạo gì? Đạo giác ngộ, đạo tỉnh thức. Chứ không phải là mình tin một tôn giáo để chúng ta trở thành những tín đồ chỉ biết lại lục niềm tin. Không phải. Phật giáo nghĩa là chúng ta theo lời dạy của một người giác ngộ. Hay nói cách khác là chúng ta đi theo con cái lời dạy giác ngộ tỉnh thức. Vì cái gì mê làm theo, cái gì giác mình theo, là tỉnh thức, là đạo Phật. Trời ơi, anh theo đạo nào? Đó, tôi theo đạo Phật. Đạo Phật là đạo sao? À, có ông Phật cho tôi lại đó. Đạo Phật nghĩa là con đường giác ngộ. Bây giờ nó có những cái bài viết, những cái phim ảnh tên là con đường giác ngộ. Mà con đường giác ngộ đó là dịch nghĩa từ hai chữ đạo Phật. Tại Phật là người giác ngộ, mà bây giờ Phật chỉ cho mình con đường đó, giác ngộ giống Phật, gọi là đạo Phật. Còn Pháp là giáo pháp của người giác ngộ. Giáo pháp đó có đủ hai đức tánh, một là từ bi, hai là trí tuệ. Nếu ta hỏi mình lời dạy của Phật có gì trên đó mà phải theo, nó già. Lời dạy của Đức Thế Tôn như chúng tôi có từ bi, có trí tuệ. Tại việc làm gì mà lợi cho mình mà không lợi cho người là thiếu từ bi. Đó. Lợi người, lợi mình, lợi cả hai là mình có trí tuệ, có từ bi. Một cái việc làm gì mà mình giải quyết, mà đa số mình giải quyết cái mình trước cái đó. Không, mà ví dụ như người ta bưng nguyên một cái rổ quà tới cái tôi, chồng tôi, con tôi lấy hết, cái dư thì chị lấy một con này mình trước cái đó. Nhưng mà nếu mà mình ngược lại mình nói thôi giờ đại chúng lấy trước đi, còn dư như tới phiên tôi. Cũng ít có ai vậy lắm, thấy không? Chỉ chút xíu đó thôi, thật sự không có tội lỗi gì hết. Nhưng mà Pháp Hòa nói vậy để đại chúng chúng ta có cái cơ hội, chúng ta nhìn lại cái cách hành xử của chúng ta trong đời sống hàng ngày, để chúng ta tự nhận chúng ta thường sống với cái gì nhiều hơn. Cái gì mà mãi cái gì mà phải trả tiền, trời, mình lựa muốn chết luôn, lặt lựa. Hãy ta bán, thí dụ ta nói cải này bán đồng bó, cái mình lựa cái nào bự nhất. Nhưng mà nếu ta bán ký thì bắt đầu mình cân, mà trước khi cân mình lựa lặt ngắt nghéo hư hao gì lấy hết ra bỏ lên. Thật sự không có tội gì hết á. Nhưng mà nói những cái đó để chúng ta có cơ hội chúng ta nhìn lại, ồ, đó là cái tâm mình. Thì những cái tâm mà nó khởi như vậy, đạo Phật gọi là tâm hành. Tâm hành tức là những cái tâm đó, nó ứng hành lên. Mỗi cái thấy cảnh, thấy người, thấy vật, chúng ta ứng cái tâm đó lên. Mà cái tâm mà nó thiện, cái tâm hành thiện. Tâm hành mà nó khởi lên tham, tâm hành tham. Cho nên ví dụ ngay bữa ăn đó, mình cũng có thể quán được mình còn tham nhiều hay tham ít. Ví dụ bây giờ có quà thích đậu hũ muối xả, cái gấp miếng đậu hũ để chén rồi vừa đưa miếng cơm vô đang nhai vậy, cái mà mắt nhìn tiếp từ miếng nào có xả nhiều nhất ha. Cái thì trong khi miệng vẫn nhai mà tay gấp miếng rồi. Không có tội, nhưng mà mình tu á là mình phải có những cái giây phút dừng lại để thấy mình. Thấy mình như vậy mình mới chuyển mình được. Những lúc mà đang nhai rồi mà vẫn để cái miệng mình nhai mà con mắt mình nhìn tiếp coi món nào. Mẹ thấy cái chỗ đó, chà, cái miếng gỏi chỗ đó mà tôm nữa nằm hai ba hai con tôm. Mình gấp. Vậy thôi. Cho nên tu theo đạo Phật nó không có gì cao xa. Tu theo đạo Phật là chúng ta có cái cơ hội chúng ta nhìn lại cái tâm này. Từng giây, từng phút, từng cái biến khởi trong cuộc sống.
Mà hễ tâm mà chuyển được rồi là cái gì chuyển thưa đại chúng? Cảnh chuyển. Tâm chuyển thì cảnh chuyển. Trời ơi, sao nhà tôi tối ngày cứ gây gỗ? Tại vì mình chưa chuyển cái tâm mình, sao chuyển cảnh được? Đã tâm mà biết nhẫn nhục rồi là cảnh đó đâu thấy yên hòa. Đại chúng để ý thử, trong nhân trong đạo tràng cũng vậy. Thế nào là đạo tràng? Đạo tràng là cái nơi đó có những người cùng tu, cùng học, cùng thiện, cùng chí, cùng tâm, cùng đồng hành. Trong luận đại trí độ, định nghĩa một chữ cùng thôi. Trong kinh nói, lúc bấy giờ Đức Thế Tôn ở tại thành Xá Vệ cùng với 1250 vị tỳ kheo. Nổi cái chữ cùng thôi mà trong luận đại trí độ nói 5 chữ. Cùng ở đây là mới có ở thôi. Nhưng mà nhiều khi cùng ở chung nhà mà không cùng tâm thì sao ra cái nhà được. Cùng ở cùng tới chung đạo tràng mà kẻ nó lấy cái mỏ, người lấy cái chuông, rồi mạnh ai nấy làm thì làm sao mà nó ra cái đạo tràng được. Cho nên muốn có đạo tràng là phải có đạo tâm, phải có đạo hạnh. Đạo hạnh tức là cái hạnh trong đạo. Hạnh tức là việc làm. Việc làm gì mình nó cũng, nó cũng chan chứa cái hạnh lành. Làm việc gì đừng có nghĩ tới cá nhân, mà phải nghĩ tới tập thể. Mà nghĩ tới tập thể thì liền mình tụng được câu tác bà, tác bà. Trong đại bi chú, tác bà nhớ. Mỗi khi mà việc gì nó khởi lên, thôi tôi nghĩ tôi muốn làm nữa, tự nhiên nhớ tác bà, vì việc lớn, vì việc chúng. Cho nên nguyên cả cái bài đại bi chú, mỗi câu nó có cái nghĩa trong đó, và mỗi câu thần chú là một pháp tu. Mỗi một danh hiệu Phật là một pháp tu. Nam mô trì địa Bồ Tát. Trì là giữ gìn, địa là đất. Mình không trì cái đất tâm mình, sao mình trì được cái lãnh thổ đạo tràng được. Cho nên muốn xây chùa không khó, mà nhân tâm chưa xây thì chùa không có được. Lòng người phải xây trước, mà lòng người mà xây rồi đạo tràng sẽ có. Cho nên đạo tràng thì dở mở, mà trì địa thì khó. Tại vì làm sao giữ tâm mình cho vững. Muốn giữ tâm cho vững thì người Phật tử phải làm gì? Phải có niềm tin cho vững chắc. Niềm tin với ai? Tin Tam Bảo, tin Phật, tin Pháp, tin Tăng. Tin Phật là bậc thầy giác ngộ có khả năng chỉ dẫn cho mình. Tin Pháp là lời dạy của Đức Thế Tôn có khả năng chuyển khổ thành vui. Tin Tăng là tin những người, những cái đoàn thể tu học của mình. Cho nên Đức Thế Tôn có dạy một bài kinh: nếu mà ai muốn vững chãi trên đường tu thì phải gần những bậc thiện tri thức. Cái chữ thiện tri thức là Pháp Hòa định nghĩa hoài trong những cái buổi nói chuyện. Ở trong kinh điển rất nhiều những kinh sách định nghĩa chữ thiện tri thức. Và trong một cái bộ sách có định nghĩa thiện tri thức: tri là biết mình, thức là hiểu mình. Ví dụ như hai người chơi với nhau: ồ, chị Diệu Đạo, tôi biết chị đó. Đó là mới tri, mới có tri thôi. Bây giờ thức nè, tôi hiểu chị Diệu Đạo lắm. Nhiều khi chỉ nóng cái chị nói vậy đó, mà cái tâm chỉ lành lắm. Cho nên tôi không có giận chị. Người đó là tri thức. Chẳng những biết người đó mà còn hiểu tâm tình của người đó, gọi là tri thức. Nhưng mà nếu tri thức hiểu biết bạn, hiểu bạn mà luôn luôn tha thứ, dung hòa và
chấp nhận và hướng dẫn bạn, cái đó là thiện tri thức. Nhưng mà cũng có nhiều khi người ta biết mình, ta hiểu mình, cho nên ta chọc cho mình sôi ghen, nóng máu hoài, cái là ác tri thức. Cho nên vợ chồng sống với nhau, biết chồng, hiểu chồng, thì phải làm những gì mà có thể làm cho người chồng hài hòa. Vợ ngược lại, chồng biết vợ, hiểu vợ, thì hai người là thiện tri thức của nhau. Hồi đầu mình gặp nhau, mình gặp bằng cái tình không? Trời ơi, bây giờ tôi tìm được phân nửa của tôi. Rồi cái thì người kia cũng nghĩ mình tìm được phân nửa rồi. Mình gặp người đó xong cái mình sao? Hết hồn. Rồi bắt đầu mình mới cầu hôn. Rồi mình kết hôn. Sau bao nhiêu ngày tháng sống chung, liệu hồn. Nó cũng chữ đó, mà bỏ dấu khác. Rồi bây giờ mình gặp ai mình cũng thấy đừng thấy tôi vậy nghe, liệu hồn. Rồi thực sự thả lại chúng, cuộc đời này luôn luôn nó có những cái đối đãi, hễ kết là ly. Chơi có kết hôn, có ly hôn, có thương có ghét, có đến có đi, có buồn có vui, có trắng có đen, cuộc đời này luôn luôn đối đãi. Nhưng mà nếu mình vượt cái đối đãi thì mình là thánh mất rồi. Cho nên tổ Đạt Ma quẩy một chiếc dép. Tại sao tổ quẩy hai mà quẩy một? Bởi vậy có hai là còn đối đãi. Đấy, còn hai là còn đối đãi, cho nên tổ thánh một thôi. Con em nhỏ kia hỏi con biết tại sao tổ Đạt Ma quẩy một chiếc dép không? Nói tại tổ mất hình chiếc dép. Rất dễ thương. Thưa đại chúng, đại chúng để ý, ở đời người ta nói cái gì nó cũng có cái đối của nó. Tiền bạc, xe cộ, tàu bè, máy móc. Rồi người ta còn phân nó ra: trắng giờ, trắng dạch, trắng nhấp, xanh thì xanh lè, xanh lơ, xanh chành, xanh giờ, xanh mét, đủ thứ xanh. Đỏ lồn, đỏ lét, đỏ chói, vân vân. Cho nên đạo Phật ấy, ở trên cái bàn thờ, hễ cái gì là một thì để ở giữa, mà cái gì hai thì hai bên. Chuông, mỏ, hai dĩa trái cây, hai bình hoa, hai ly nước, hai cái đèn, ví dụ vậy. Ý muốn nói là sao? Mình ứng xử đời sao, mình sống đời đạo đó. Cho nên á, nếu mà nói là cái cõi dễ tu á, không phải cõi trời. Bởi vì cõi trời quá sung sướng, tu khó, không có cái đối tượng khổ để quán chiếu. Mà xuống địa ngục cũng khó tu, tại vì khổ triền miên khói lửa, không có cái cảnh vui để đối chiếu. Vậy thì cõi trời khó tu, địa ngục khó tu, đâu tu dễ? Cõi người. Tại sao? Tại vì cõi người có khổ có vui, cho nên mình có cái đối chiếu. Mình có cái người ta, có những người tại sao mà trong kinh nói ngạ đang hỏi Đức Thế Tôn, tại sao ở đời có người thiệt đẹp mà lại thiếu thông minh, người quá xấu mà thông minh. Ở ngoài Bắc ta có câu đó: đã trắng như bông mà lại đông như tuyết mà bị chồng chê, đã đen như nho lại vàng như nghệ mà lại chê chồng. Đời nó có những cái vậy đó. Cho nên mình hiểu như vậy, mình hiểu như vậy, cái bắt đầu cái tâm của mình nó nhẹ ra. Vợ chồng là thiện tri thức của nhau. Mới đầu nha, mình sống với nhau bằng cái tình. Nhưng mà khi hiểu nhau rồi, hiểu cái tốt, hiểu cái xấu, bắt đầu mình làm những người thiện tri thức của nhau. Lâu lâu vợ chồng hãy chắp tay lên tụng thời kinh chung với nhau rồi. Tại sao tụng xong rồi mình đối diện với nhau, xá nhau? Tại sao vậy? Tôi xin kính trọng anh là một vị Phật, và
Nhất là gần hiện tại giờ phút này, anh là một thiện tri thức của tôi, xin anh hãy nâng đỡ cho tôi tu. Cho nên Phật tử vô chùa tụng kinh đó, trước khi xá Phật mình đối diện với nhau. Ở đây có cái lệ đó không? Đối diện hai bên Phật tử gì? Ba tiếng chuông xong xá nhau một cái, rồi xoay lên Phật, bắt đầu lễ Phật. Tại vì sao? Phật xa hơn, ông Phật này gần hơn, xá Phật này trước. Ý nghĩa vậy đó. Rồi trước khi lên tụng kinh xá tổ, phải không? Tại sao vậy? Tại vì Phật như ông nội, tổ như ba. Ba gần mình hơn, mà nhờ ba mình biết ông nội. Cho mình xá tổ, mà trước khi xá tổ, xá nhìn nhau trước. Nhìn nhau tình huynh đệ bao la. Khi mình thấy được nhau, trong anh có em, trong em có anh. Cho nên bây giờ mình thấy con mình đó, trời cái thằng này sao nó khó ưa ghê vậy đó. Dạ, tại nó có một chút của anh, nó có một chút của em. Tại vì con là cái tiếp nối của mình. Và mình sanh con, sau đó mình dưỡng con, cho nên mình gọi là nuôi. Nuôi con phải nuôi cơm, áo, gạo, tiền không mà đủ. Mà nuôi con bằng cái cách sống của mình hàng ngày. Cho nên quan trọng lắm. Đức Phật có nói bài kinh rất hay. Bài kinh có tên là Xứng Đôi. Xứng đôi mà vừa lứa đó. Vợ chồng phải cùng một đồng với nhau. Không phải đồng bạc, mà đồng giới, đồng thí, đồng tính, đồng huệ, gọi là đồng trí. Đồng một niềm tin, gọi là đồng tính. Đồng giới là cùng thọ giới quy y với nhau, để cùng tu với nhau. Đồng huệ tức là cùng một trí tuệ giống nhau. Đồng thí là bắt đầu phát tâm xả thí với nhau. Có những lúc chồng hoan hỷ cho vợ, vợ hoan hỷ cho chồng. Cho nên mình phải biến cái nhà mình thành một cái đạo tràng nhỏ nhỏ. Cho nên tăng ở đâu? Đây, ngồi đây là tăng, về nhà mình cũng tăng. Bây giờ mình muốn gia đình mình sống hài hòa, bởi vì cái bản thể của tăng là gì? Là hòa hợp, là thanh tịnh. Mà muốn hòa hợp thanh tịnh, mình phải học giáo pháp của Phật, để làm sao có cái phương cách nào giúp cho gia đình mình hòa hợp thanh tịnh. Cho nên bạn bè là thiện tri thức đành rồi, đạo tràng với nhau cũng là thiện tri thức rồi, nhưng mà vợ chồng cũng là thiện tri thức của nhau. Hồi đó mình chưa biết tu, mình sống với nhau, mình chấp trước nhiều lắm. Nhưng mà rồi khi mình hiểu đạo rồi, mình mới thấy thật sự vợ chồng là một cái chuỗi duyên nghiệp. Nó có cái duyên mà sống mà thiện á, thì tạo nghiệp thiện. Mà hễ duyên này mà không khéo tạo cũng nghiệp, mà nghiệp gì? Nghiệp khác. Cho nên ta kêu duyên nghiệp. Nhưng mà tùy theo cách tu của mình mà biến chuyển cái nghiệp này thành ra duyên của nghiệp thiện và duyên của nghiệp ác. Nếu mà đời sau gặp nhau nữa cũng là duyên nghiệp, nhưng mà bây giờ nghiệp thiện. Quý vị nào mà có dịp đọc cái bộ kinh Đại Thừa, cái bộ kinh có tên là Phương Quảng Đại Trang Nghiêm Thành Phật. Kinh đã kể lại cả cuộc đời của Đức Thế Tôn, từ lúc từ cõi trời xuống cho đến nhân gian. Và có những lúc Thế tử sẽ ta làm những công việc bố thí mà không thể tưởng được. Gia Du Đà La cũng hơi buồn, nói anh thiệt, cho gì mà cho hết trơn, nhớ trọi, nó cười gì thế. Thái tử nói, nàng không có nhớ, nàng luôn nguyện theo ta và trợ duyên cho ta làm hạnh Bồ Tát sao? Nhắc một chút vậy. Cho nên nhiều khi đời này mình phải biết rằng, nếu mà mình tu, mà chồng mình cũng tu theo mình, dù ít dù nhiều, nhưng mà thiện tâm anh vẫn có, anh cũng hướng tâm giống mình, và mình biết mình với anh đã kết nhiều cái thiện duyên lắm. Thưa đại chúng, hồi
ở ngoài đời đó, thì người ta sống như vậy. Nhưng mà người Phật tử mình tu đó, mình đừng có quên đó, là mình chuyển nghiệp đó. Cái chữ mà chuyển nghiệp là như vậy đó. Tức là mình chuyển từ những cái tình cảm thông thường, chuyển ra nó thành những cái tình cảm cao thượng. Chuyển từ những cái cảnh khổ ra cảnh vui. Mà bây giờ muốn chuyển cảnh thì chuyển tâm. Ví dụ bây giờ tâm của người chồng đó, rộng mở hơn, biết thông cảm hơn, biết tha thứ hơn, thì tự nhiên mình làm cho người vợ dễ chịu. Mà chính người vợ mà dễ chịu á, thì tự nhiên cái tinh thần người vợ thoải mái á, thì người vợ tự nhiên cái cách hành xử nó cũng thoải mái thêm. Đại chúng để ý á, khi con người mình bị nhiều cái stress, nhiều cái lo lắng, nhiều cái bị buồn phiền, cái hành xử mình nó đôi lúc nó cục lắm, nó không có được tinh tế. Khi mà con người tinh thần thoải mái thì người ta ứng xử tinh tế. Cái đó nó nhờ một phần trợ duyên của vợ hay chồng. Cho nên trong một ngôi chùa cũng vậy, thầy trò cũng trợ duyên cho nhau. Thầy trò cũng là cái duyên đó, chứ không phải bình thường đó. Vợ chồng cũng là duyên, mà con cái cũng là duyên. Nhưng mà thí dụ thôi, lỡ mà nếu mà mình sanh con mình ra nó thành duyên, và kế duyên đó là nợ, thì mình biến cái duyên nợ đó thành ra cái gì? Duyên thiện, duyên nghiệp, nghiệp lành. Mình đừng có để cho cái nợ đó nó nặng nề mình. Quý vị thấy ở đây không? Ai cũng có quyền mắc nợ hết. Mà thậm chí mà có nợ mới có good credit, mượn tiền nó mới dễ. Nhưng mà người ta cũng chia đều cái cách trả nợ ra, mỗi tháng nhiêu vậy, chứ không ai bắt mình phải trả một lần. Thì đời này cũng vậy, nếu như mình có gặp nhau là một cái nợ đi nữa đó, thì cũng không có ai buộc mình phải trả một lần đó. Hãy trả trong cái nhẹ nhàng, trả mà có tu học. Cái đó gọi là gì? Bớt muội nhân quả. Bớt muội nhân quả là vẫn sống trong nhân quả, trả nợ cho con, trả nợ cho chồng, trả nợ cho vợ. Nhưng mà mình không có mê lầm, cho nên mình trả một cách nhẹ nhàng, trả không đau khổ. Trả không đau khổ. Ví dụ mình có thân nè, có thể đời trước mình tạo nhiều nghiệp sát, cho nên đời này sanh ra bệnh thì nó cứ rề rề biết. Giết ăn hoặc bán không lường. Lúc từ lúc mình sanh ra, cha mẹ nuôi mình đó, thức ăn bán ở thị thiền, vì con cha mẹ cam đành, giết loài muôn thú nuôi sanh mạng này. Đó là cha mẹ lo mình nè. Rồi chính mình nè, con cũng có tự gây lấy nghiệp, cùng bao người gián tiếp trợ duyên. Thức ăn bán ở thị thiền, sát sanh tội bởi đồng tiền trao tay. Thân con lỡ tạo vây nghiệp ác, muôn vạn loài oan thác vì con. Ví như thay ướp hằng còn, từ xưa chất để nên hòn núi cao. Tính một kiếp dồn bao nhiêu kiếp, thân con đây tội nghiệp dẫy đầy. Xét ra thì thịt xương này lại là muôn thay thịt của muôn thay tạo thành. Nếu cái thân này mà lớn lên tới giờ thì cũng biết bao nhiêu con cá, con gà, con này, con nọ nó nuôi mình. Vậy thì cái thân này được nuôi dưỡng bằng biết bao nhiêu thân thể của người khác. Ở trong Tam Quốc Chí có kể câu chuyện ông Quan Công, tức là Quan Quân Trường. Khi đó là ông bị người ta chặt cái đầu rồi, thì có một vị hòa thượng ngồi thiền, thấy cái hồn oan của ông không có cái đầu, đi kiếm kẻ thù để giết. Thì hòa thượng mới hỏi gì chứ ông đi đâu. Ông nói dạ tôi đi kiếm cái kẻ giết tôi để tôi đòi nó lại cái đầu. Hòa thượng hỏi khi ông làm quan á, ông chặt bao nhiêu cái đầu? Ông trả lời vô số.
tôi chặt bao vô số cái đầu. Hòa thượng mới nói, ông chặt vô số cái đầu mà bây giờ ông bị đền lại có một cái đầu mà ông đòi cái gì? Nói câu đó cái ông ngộ đi. Ông ngộ rồi ông mới nói bây giờ, nhưng mà bây giờ tôi làm sao tôi làm một cái vong hồn vất vưởng vậy nè. Hòa thượng mới nói để tôi làm lễ đưa ông vô chùa trong hộ pháp. Và từ đó mới có lệ là trong các cái chùa người Hoa thờ Quan Công. Mà ông trở thành ra một vị hộ pháp, cho nên chúng ta gọi là Già Lam. Già Lam tức là ngôi chùa, nhưng mà ông là những người hộ vệ cho chốn chùa chiền. Cho nên trong nghi thức cúng ngọ đó, mình có một câu là Nam Mô Già Lam Thánh Chúng Bồ Tát. Là các vị nào mà bảo hộ cho chốn chùa chiền thì đều gọi là Già Lam Thánh Chúng. Thì Pháp Hòa nói dài dòng như vậy để cho chúng ta thấy rằng cái thiện tri thức không phải là chỉ những người ở trong đạo bạn với mình, mà ngay cả những người thân của mình, con mình nhiều khi nó cũng là thiện tri thức của mình. Có nhiều khi nó nói nhiều cái câu mà mình phải lắng nghe nó đó, tại nó có những cái điều nó thấy. Có nhiều khi nó thấy cái cách sống của mình và lâu lâu nó chêm câu á, là mình cũng ốt dột lắm. Mình cũng mắc cỡ với nó, tại vì nó thấy ra những cái điểm đó cũng, cho nên mình phải trân trọng. Thì mỗi khi chúng ta gặp nhau, chúng ta hay xá chào nhau là chúng ta tâm niệm anh là một vị Phật tương lai, nhưng mà hiện tại là một thiện tri thức, xin hãy nâng đỡ tôi, hãy trợ duyên cho tôi. Vợ hãy nói điều đó với chồng, chồng phải nói điều đó với mình. Có nhiều khi người chồng mới nói là anh nóng tính lắm, khi nào mà anh nóng em nhớ nói một câu chăm, một câu thần chú cho anh nha. Có thể hai vợ chồng cùng ngồi lại tìm ra một câu thần chú. Bây giờ mỗi lần anh nóng lên em đọc Ta Bà Ha nha. Ta Bà Ha là gì? Hoan hô mình đã đến bờ rồi. Còn không tụng nguyên câu yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà. Dịch nghĩa câu đó là gì? Cố gắng, cố gắng, cố gắng thêm nữa, cố gắng thêm chút nữa. Đã đến bờ rồi, vui mừng thay, vui mừng thay. Có ai giận mà không phải cố gắng đè lắm. Có nhiều khi tự mình cũng phải có một câu thần chú và một cái ấn với mình. Quý vị thấy Phật Bồ Tát bắt ấn không? Quan Âm bắt ấn này à, có khi Phật chuyển Pháp Luân Phật bắt ấn này. Nhiều ấn lắm, mình cũng có ấn. Ấn một Pháp Hòa có cái ấn. Ấn vuốt dặm. Ấn xuống con, xuống con. Ấn này ấn vuốt dặm. Tại vì mỗi khi mình giận á, là mình không có kềm chế được. Ở trong luật Sa Di có một câu nè. Nổi giận phát lời thô, tức không phải là bậc hảo tăng vậy. Nếu mình vì nổi nóng mà nói lời thô thì mình không phải là một người tăng tốt, một vị thầy giỏi, một vị thầy hay. Tức giận phát lời thô, tức không phải là bậc hảo tăng vậy. Cho nên ở trong đời tu của chúng ta, chúng ta rất cần một người thầy, chúng ta rất cần một người bạn. Người thầy tinh thần mình là một việc rồi, nhưng mà gần gũi với nhau cũng có thể là thầy của nhau. Tại vì người xưa có câu tam nhân đồng hành tất hữu ngã sư, ba người cùng đi đường nhất định phải có một người trong đó là thầy mình. Vậy thì mình vợ chồng, mình bạn bè với vợ chồng, nhiều khi chồng cũng là người thầy của mình. Có một người thầy, có một người đệ tử. Mà người đệ, khi mà người thầy viết về người đệ tử, người thầy viết như thế này: người đệ tử này là học trò, nhưng mà cũng là người thầy. Thì trong suốt 50 năm theo tôi học đạo, người học trò này đã cho tôi nhiều cái tuệ giác. Ta ở nơi người học trò, có nhiều khi nhìn người học trò
mà chúng ta phát minh ra được những cái tuệ giác, học được những cái đó. Cho nên vợ chồng hãy là thầy của nhau, hãy là bạn hữu của nhau, hãy là thiện tri thức của nhau để nâng đỡ nhau. Có nhiều khi mình gần một người bạn, người bạn cho mình rất nhiều cái hay. Ở trong Minh Tâm Bảo Giám đó, có một bài thơ Chứng Án như thế này. Chúng ta đọc cho đại chúng. Cận chu giả xích, cận mặt giả hắc, cận hiền giả minh, cận tài giả trí, cận si giả ngu, cận lương giả đức, cận trí giả hiền, cận ngu giả ám, cận định giả xỉm, cận thâu giả tặc. Giờ hôm qua tạm giải thích. Cận chu giả xích, tức là mình gần son thì mình sẽ màu đỏ. Cận mặt giả hắc, tức là gần mực thì mình sẽ dính đen. Cận người giỏi thì mình sẽ sáng suốt, gọi là cận hiền giả minh. Cận tài giả trí, cận cái người tài thì chúng ta trở nên khôn ngoan. Cận người dại thì chúng ta trở nên ngu, tức là ngu đần. Cận lương giả đức, tức là cận người lương thiện thì mình có cái đức. Tại sao? Tại vì người lương thiện ta luôn sống lương thiện, từ lời nói, từ hành động, từ ý nghĩ thì cái đức người ta sống. Mình gần người đó mình cũng sống được cái đức. Cận trí giả hiền, tức là mình gần người lương thiện mình cũng trở nên hiền lành. Cận ngu giả ám, tức là gần cái người không lành, tức là người mà không thông minh thì mình cũng u ám theo họ. Cận nịnh giả xỉm, tức là gần cái người nịnh thì mình cũng bị a dua. Người ta đã nói cho mình cũng a dua theo. Chữ xỉm là a dua, vuốt ve theo. Và cuối cùng là gì? Cận thâu giả tặc. Mình gần cái người ăn trộm, ăn cắp, mình gần người ăn cắp riết cái mình thành người ăn trộm. Cận thâu giả tặc. Vậy thì chữ thân cận mà chúng ta thường nói đó, thế nào gọi là thân và thế nào gọi là cận? Ở gần bên gọi là thân, mà chí hướng không cùng nhau thì chả là cận. Cho nên người ta hay định hay nói đó, nhiều khi vợ chồng đồng sàng mà nhị mộng, chung một giường nhưng mà hai cái mộng. Còn đệ tử thân cận với thầy, mà nhiều khi chỉ cận gần thầy mà không cùng một hướng với thầy. Không hiểu được cái cách sống của thầy, cách hành đạo của thầy, mà mình xử theo cái gọi là cái quyền mình thầy cho mình đó. Ví dụ như mình làm một cái người gần thầy thì mình phải hiểu rằng cái cách sống và cái cách đối đãi với mọi người của thầy thì mình nên theo cái ý đó mình làm, bởi vì cái cách đó là cái cách mà thầy đã sống và thầy đã hành đạo. Mà mình đã nhận mình là người học trò theo thầy thì mình đi theo cái đường cách đó, cho gọi là thân cận. Và ở trong kinh đó, Đức Phật có nói là nếu một cái người bạn lành với nhau đó thì mình phải có một cái người bạn có tính, tức là có niềm tin. Tại vì người mà có niềm tin đó, ta không có bài xích. Thí dụ như mình bố thí cái ta gạt ngang, tại sao phải cho? Làm cực khổ lên, tại sao phải cho? Cho hết lấy gì ăn? Nhưng mà cái người mà người khác ta nói ngược là ta nói ăn hết lấy gì cho. Và cái người mà ta bác mình, ta nói cái người đó có tay có chân, mình cho riết cái mình biến họ thành cái người gọi là
lười biếng, không có chịu đi làm, thụ động, mình làm cực khổ mình cho họ. Tôi không có tin trên đời này có Phật trời gì hết trơn. Cái người sống mà không có niềm tin thì luôn luôn người ta bài xích. Thậm chí mình đi chùa ta cũng nói: cha lúc này tu dữ. Thí dụ vậy. Chơi cái người mà có niềm tin đó, thì mình làm bạn với họ mình cũng tăng trưởng. Thứ hai là phải có giới. Giới là gì? Người nào sống là phải có luật giới. Thí dụ như ở đời phải tuân thủ theo luật của đất nước đó ban hành. Người đệ tử trong đạo giáo là phải đi theo những cái luật lệ. Cho nên người Phật tử mà có giữ giới, người ta khuyên can với nhau. Ví dụ như mình hay mua đồ ăn cắp, ăn cắp người ta bán rẻ, cái rủ nhau mua, nói chị mua chỗ này không, mua ngoài chợ có nó 10 đồng, thằng này đồ ăn cắp nó bán con đồng. Rồi mình thấy cái lợi trước mắt, trong lượng bảo vương tâm mỗi gọi là thấy lợi đừng nhúng vào đó. Thấy cái lợi trước mắt là mua đồ ăn cắp con đồng bạc à. Nhưng mà mình không có biết rằng cái khổ lụy mai mốt mình dính với họ, tức là mình gì cộng nghiệp với họ. Rồi cộng thêm gì nữa, lỡ thí dụ hôm nào mà họ là cảnh sát mà theo dõi đó, lúc họ bán hàng cho mình cái mình cũng bị dính luôn, thì mình cũng sẽ bị phạt. Phạt cái tội là biết ăn cắp mà vẫn mua. Cái người ăn cắp tội nặng hơn, mà cái người ủng hộ bằng cách mua tội cũng có. Cho nên đồng tính, đồng giới. Đồng giới tức là mình, cái người đó có biết giữ luật lệ, và người đó biết khuyên mình làm những điều lành lẽ. Thí dụ như Phật tử rồi là không có được đâm thọc, tới đầu này nói tới đầu này, nói tới đầu kia, nói tới đầu. Phật tử không nên có cái tâm đó. Phật tử không có nên chia rẽ. Chị đi chùa này chị đừng đi chùa đó, chùa đó thế này thế kia. Vậy là mình đi vì cái lợi dưỡng đó đó đó, chứ đâu phải vì tam bảo. Chứ người ta đi chùa là mừng rồi. Còn thí dụ cá nhân vị nào đó, đó là tự do quý vị đó. Chứ mình đừng, có nhiều khi mình cứ y pháp, mình đừng thèm y người. Có mình nhiều lúc mình phải y nghĩa, mà đừng có y cái ngữ. Thỉnh thoảng mình phải ứng dụng tứ y trong cuộc sống. Y pháp bất y nhân, y nghĩa bất y ngữ, y trí bất y thức. Cái gì do trí tuệ mình nhận định thì mình làm, còn ba cái nhận thức bình thường thế nhẹ đừng có theo. Đồng tính, đồng giới, rồi cuối cùng cái thứ ba là đồng văn. Văn này là gì? Là nghe pháp. Văn này là mình nghe giáo pháp. Nhớ là phải nghe giáo pháp chứ không phải nghe cái khác. Ngày nào mình cũng nghe hết á. Nghe đài radio nè, nghe hát nhạc nè, nghe phim nè, mà hình như mình không có giờ nghe pháp. Mà chính không có giờ nghe pháp cho nên bao nhiêu cái phiền não thị phi nó ập đến mà nó đầy. Ngồi lại là bàn thế sự chứ không có thời. Một là thế sự, hai là thời sự, hai ba là chính sự. Phải không? Chứ không có bàn Phật sự. Quý vị thấy không? Chính sự có, thời sự có, thế sự có, kinh tế xã hội có, mà không có giáo pháp, không có Phật sự. Nếu mà người Phật tử mà nghe Phật sự nhiều, ở đây tổ chức Phật sự, chỗ kia tự nhiên khuyến khích mình tăng trưởng. Đồng văn. Cái thứ tư là gì? Là phải có thí. Thí tức là gì? Bố thí. Những người bạn mà biết làm lành, tại sao quý vị biết không? Tại những người mà có bố thí là những người có tình thương, có lòng từ bi, khuyến khích mình bố thí. Cho nên ví dụ như bạn mình đã nói: chị ơi, ở bên Ấn Độ động đất, bây giờ có chùa đang quyên góp để mà gửi về, chị có muốn cúng dường không? 5 đồng cũng được, 3 đồng cũng được, không quan trọng cái số tiền bao nhiêu, mà quan trọng cái tâm mình có phát.
Và thưa đại chúng, tại sao mình muốn thế? Lỡ lúc nào á, mình sinh trong bất cứ một phương trời nào, mình cũng đã kết duyên rồi. Đời này mình làm người Việt, biết đâu kiếp sau mình làm người Ấn sao? Lỡ mình sanh qua Ấn Độ, rồi mình cũng bị thiên tai gì đó, rồi thì cũng có người khác nó trợ lên cho mình, tại mình đã từng. Cho nên thưa đại chúng, đời này nè, quý vị cũng kết duyên nhiều đời với nước Đức. Cho nên được qua nước Đức ở, được qua Hòa Lan ở, nói chung là các nước đời sống thoải mái của Âu Mỹ. Rồi mình được chính phủ cho mình rất nhiều những cái phương tiện để sống. Mà mình không biết bố thí á, mình đến, ôi đất nước này nợ tôi, cho nên nó bảo lãnh tôi qua đây rồi nuôi tôi tới giờ. Mình hưởng của người ta mà không có biết bố thí cúng dường lại cho đất nước này đó, mai mốt mình phải trả cho họ. Còn nếu như mình nhận tiền của họ, mình biết bố thí cho mọi nơi, thì đời nào lúc nào mình cũng có được cái phước trở lại. Cho nên mình bố thí là mình bỏ tiền vô một ngân hàng, mà ngân hàng này không có tướng, không có sổ gì ghi hết trơn đó. Nhưng mà không bao giờ mất. Phải có bố thí. Cho nên một người bạn mà người ta có bố thí, và khi mà tâm mà người ta có bố thí, thưa đại chúng, cái lòng của người ta rộng hơn, người ta ít chấp lắm. Còn nếu như mà mình mà bố thí mà chấp đó, chấp là sao? Bố thí phải ghi tên, mà lỡ người ta quên tên cái buồn, rồi nghi ngờ chắc người ta tạo thủ tiêu tiền của tôi, đã ghi, đừng có quan tâm cái đó. Nếu mình đã bố thí được tiền rồi thì bố thí luôn cái danh. Có những vị mà người ta ẩn danh mà, nhớ không? Có những vị ta ẩn danh, ta có danh đó mà ta ẩn, ta giấu. Có nhiều khi ta còn thẳng hơn, ôi tôi là vô danh, thôi ghi được vô danh. Ở đây ai tụng Lăng Nghiêm buổi sáng nhớ cái câu không? Kim cang mật tích, kình sơn trì sử, biến hư không giới. Kim cang mật tích là gì? Có những vị thần kim cang hiện ra. Có những vị mật tích là sao? Ẩn giấu những cái dấu tích của người ta. Nhưng mà vị nào cũng làm chung một công việc là kình sơn là bưng núi, trì sử là chầm chài. Nhưng có những vị người ta làm việc lớn như bưng cả ngọn núi, mà có những việc người ta làm việc rất nhỏ, cầm cái chài. Nhưng mà nhất nhất đều là kim cang mật tích, kình sơn trì sử. Đâu phải chỗ một góc, một nơi mà sao? Khắp cả hư không giới này. Nội câu đó thôi là mình đủ học để sống rồi. Có những người ta làm việc rất lớn, ta làm việc lớn như những người ôm cả ngọn núi vậy đó, nhưng mà ta cũng không khỏe. Người ta cũng là những người mật tích. Và có những người ta làm việc rất nhỏ như cầm cây chài. Đó, bây giờ có nhiều người ta đơn giản là vô chùa ta chỉ rửa chén, ta cầm chổi quét nhà, nhưng mà ta đâu có phô trương gì đâu. Ta cứ lặng lặng quét nhà, ta lặng lặng ta rửa chén, và ta không nói gì hết trơn. Còn mình làm chút mà trời ơi, báo chí nó đăng, truyền hình nó lên. Kim cang mật tích, kình sơn trì sử, biến hư không giới. Nhờ vậy đó, đại chúng ngưỡng quan nhìn lên, đẹp quá. Có tính, có giới, có văn, có thí, và cuối cùng là có tuệ. Bây giờ Phật định nghĩa nha. Một người bạn lành phải có những điều kiện gì? Người bạn lành là phải có tính, giới, văn, thí, tuệ, năm thứ. Tuệ là trí tuệ. Người đó không nghe vua, không cục mịch, không kỳ thị, không thành kiến cố chấp, mà người đó luôn luôn có cái nhìn phóng khoáng. Ví dụ thôi. Ví dụ như giờ cái người đó bất đồng với người kia, nhưng mà thấy mình chơi thân, người đó muốn nói. Tại vì giữa mình với người nọ chưa hề biết lòng. Nhưng mà đa số mình sống, ví dụ mình giận người kia rồi bắt đầu mình nói. Nói sao mà cho người bạn kia bắt đầu lơi cái người bạn nọ luôn, để đứng về phe mình.
Tôi thấy chị thân với nó quá, tôi nói chị biết. Thế này, thế kia, thế kia, thế nào. Cái nhiều khi mình không nói, mình biểu lộ. Và thậm chí cái người kia nói chị, nó có lỗi chị, nhưng mà đối với em nó chưa có lỗi gì. Cái nhiều khi mình cũng giận luôn cái người bạn, vì cái người bạn nó vẫn tiếp tục chơi với người nọ. Cái mình nghĩ chơi là mình sống như vậy. Đôi khi mình bị một cái thành kiến rồi mình cũng muốn dẫn người ta đi cùng một cái thành kiến với mình. Thì bạn như vậy cũng chưa phải là bạn lành. Cho nên trong kinh đó, thưa đại chúng, Đức Phật dạy những bài kinh rất đơn giản để cho chúng ta cùng học. Thôi thì bây giờ trong năm thứ mình lặp lại. Nếu bạn nào mà có được một trong năm, hay có hai, có ba, có bốn gì đó, mình cũng nhận ở nơi người bạn nó có những cái hay để mình. Rồi nếu mà người bạn nào cũng tự quán chiếu và mình đã từng có những cái này chưa, nếu mình có rồi thì tốt, phát triển thêm nữa. Cái đó gọi là cái lành đã có rồi phải phát triển nó thêm. Cái lành chưa có thì phải làm cho nó có. Cái ác nó đã sanh thì phải làm cho nó mất. Nó chưa sanh, cái ác chưa sanh thì đừng để nó sanh. Cái đó gọi là chánh tinh tấn. Chánh tinh tấn có bốn cấp. Cái điều bất thiện chưa sanh, đừng làm nó sanh. Lỡ bất thiện có sanh, làm cho nó mất. Cái thiện chưa sanh, làm cho nó sanh. Cái thiện đã sanh, làm nó phát triển. Đấy đó là chánh tinh tấn. Nào, mình tin tưởng cái đó rồi thì mình siêng năng hết mình. Thôi thì sáng hôm nay có vào nghề thăm rồi đây đại chúng. Ngày hôm qua mình hết ngày rồi, hôm nay mình cũng thêm một ngày nữa. Thì Pháp Hòa cũng không nói cái gì hơn, bởi vì chúng ta Pháp Hòa thấy một cái niềm vui á, là đi tới đâu Pháp Hòa cũng đều được gặp những người đồng đạo, những người đồng tu. Và chúng ta gọi nhau là những thiện hữu tri thức. Thì mình học thêm bài kinh này để mình xác định nữa, để làm đậm lên nữa những cái thiện tri thức của nhau. Rồi mình về mình nhận định và mình trân quý những người bạn xung quanh mình hơn nữa. Thì ra bấy lâu nay anh đã sống bằng những cái tâm hạnh của thiện tri thức theo lời Phật dạy. Bấy lâu nay chị đã sống theo cái tâm hạnh thiện tri thức theo lời Phật dạy, mà tôi chưa nhận ra. Hôm nay tôi nhận ra rồi, tôi trân quý chị hơn. Rồi nếu như mình kiểm lại, ồ, mình chơi với bạn, mình rất thương người bạn này, thôi bây giờ mình hãy nương theo lời Phật để mình làm theo những cái đức tánh của một bạn lành, một thiện hữu tri thức của nhau. Vợ chồng phải là thiện tri thức của nhau, cha mẹ phải là thiện tri thức của con, anh em phải là thiện tri thức của nhau. Đừng có làm những cái ác tri thức của nhau. Thí dụ thôi, mình thấy cái người em mình nó sống như vậy. Và khi mình muốn nói cái gì, mình khoan nói theo những cái ý nghĩ theo một chiều của mình, mà mình hãy nên mở lòng và tôn trọng những cái gì mà đời sống của người ta. Rồi mình nhẹ nhàng, mình khéo léo, mình uyển chuyển những cái lời hướng dẫn của mình một cách nhẹ nhàng, để người khác không có chạm từ bản. Coi vậy chứ quý vị thấy, con người là một cái nơi chốn rắc rối vô cùng. Dễ tu thì cũng có dễ, là gì có khổ, có vui, có được, có mất, có thành, có bại, có vinh, có nhục, có đến, có đi, có tụ, có tan. Bởi vậy cho nên rồi dễ tu. Nhưng mà chính nó có này, có kia, có kia, có nọ, cho nên nó rắc rối vô cùng. Nổi bữa ăn thôi. Ê, món mặn là phải có món canh, phải có món xào, mà xào là phải có, hễ mà xanh quá phải thêm miếng cà rốt cho nó đỏ đỏ, mà nó đỏ quá phải miếng cái gì cho nó xanh xanh, rồi nó xanh nó đỏ xong cũng chưa chịu, phải cho miếng ngò lên cho nó đẹp, rắc miếng tiêu cho nó thơm, rồi đổ sốt lên, rồi đổ vô chén, rồi nó tè leo mới lấy giấy quẹt về cho nó bỏ cho nó sạch. À, rồi nổi cái giấy lau miệng thôi, mà khách này phải lau giấy này, à, thầy phải lau giấy này cho nó đặc biệt. Nổi cái ăn thôi, rồi quý vị thân mình cũng rắc rối vô cùng. Cho nên mình thấy trong cuộc sống của chúng ta, mà nếu mà chúng ta mà không thấy được những cái đó, và chúng ta bị cái vật nó làm cho mình khó chịu,
Chính bản thân mình phải là người nhẹ nhàng mà riết đó. Cái ăn, cái uống, cái mặc, cái sống nó biến thành mình một con người rắc rối. Mà mình tạo ra nó, nhưng mà mình lại bị nó làm cho mình trở thành, ta thấy chị đó coi gì chứ khó chịu. Hỏi sao vậy đó, coi đó tôi để vậy mà muốn sắp lại nữa. Là để chính cái vật đó đó, một lát mình nhai nó đó. Mà lại bị nó sao? Bị nó điều khiển. Vậy thì thưa đại chúng, mình tu để làm cái gì? Thấy mấy cái đó. Tu để có cái tuệ giác, mình thấy những cái đó nhẹ đi, đừng có bận rộn. Thí dụ như giờ đấy, không được ngồi ngang thầy, đúng không? Nhưng mà giờ không có chỗ ngồi đâu. Bây giờ một là ngồi đây, hai là ngồi đây. Bây giờ không chịu ngồi đó thì phải ngồi đó chứ có sao. Mình đừng có để cái chỗ là để ngồi. Khi nào rộng rãi mình thi lễ, lúc chật hẹp thì mình miễn lễ. Ông vua mà còn có lúc nó miễn lễ các khanh hải. Huống chi mình bây giờ chẳng phải là vua mà lễ nghi chứ nó lắm. Nhẹ nhàng mấy cái việc đó. Có đôi lúc á, có quà đi giảng, trời ơi, có quà sợ nhất là cứ lát thỉnh vô, lát thỉnh ra. Một lần thỉnh được rồi. Có một lần đi mới đây, trời ơi, một ngày thỉnh 30. Thỉnh ra, ăn cơm cũng thỉnh nữa. Ăn cơm cũng bưng khay, bưng chuông đồ ra thỉnh. Thật sự ra Pháp Hòa biết từ cái lòng cung kính thôi. Nhưng mà mình không khéo á, trong cái đạo tràng đó có những người ta dị ứng cái đó. Mình quý thầy, mình muốn đưa thầy lên, nhưng mà rốt cuộc cái ghi lễ đó là bị những cái người khác, người ta không có thoải mái với cái đó, cái người ta lại nói ông thầy này ông mà mẹ ghê vậy. Mà chính thầy thiệt đơn giản. Thật sự ra nói như vậy không có là mình đừng làm gì đó, không phải. Cái gì nó cũng vừa chừng. Và mình tùy quốc độ, tùy cái đại chúng, chúng ta làm sao mà cho đại chúng hài hòa là tốt. Nhất là cái tâm Phật tử, mình đi chùa càng lâu thuần thành rồi, hãy nên nhẹ nhàng, dễ chịu. Đừng có cái động chút mình câu có, mình gắt gỏng với những cái lễ nghi, đặc biệt là với những người mới phát tâm đi chùa. Mình phải đối với họ thật là đặc biệt. Được đặc biệt đây có nghĩa là mình làm gì, nhưng mà nhẹ nhàng để mình làm một cái thiện hữu tri thức, dẫn họ vào đạo một cách nhẹ nhàng. Họ mới tới với mình mà mình làm trận rồi đó. Bắt đầu từ đó về sau là họ không còn thiện tri thức gì nữa, thì mình cắt cái duyên của họ. Cho nên thưa đại chúng, Đức Phật nói trong kinh đó, giết một Đức Phật không có tội, phá tâm Bồ Đề của một người tội rất lớn. Tại vì sao? Tại vì Đức Phật đã thành Phật rồi, tuệ giác của Ngài đã hiểu được tất cả nghiệp duyên vân vân. Cho nên mình có giết, lỡ giết Ngài, Ngài cũng buồn trách gì mình hết. Nhưng mà cái người, người ta mới phát tâm tập tành đi chùa, người ta thối chí, thối tâm rồi, không bao giờ họ trở lại với đạo tràng, với sự tu học. Mà mình phải mất rất nhiều cái thời gian để cảm hóa một con người. Cho nên đặc biệt đối với chồng, đối với vợ, đối với người thân, quý vị đừng có lời những cái cách mà gọi là rất là gắt và rất là đạo để mình nói với họ, tại những người đó người ta chưa nghe quen. Cho nên thường là những người ta đến có một ít khi nào dùng những cái từ rất đạo để nói, những từ rất bình thường. Thậm chí bây giờ Pháp Hòa viết một cái chương trình tu học, Pháp Hòa cũng ít có dùng những cái từ chuyên môn. Chẳng hạn như là quá đường, kinh hành, chỉ tịnh, tảo thực, dược thực, Pháp Hòa cũng giảm những từ đó. Dược thực thì cứ nói là ăn cơm chiều, dùng cơm chiều, dùng điểm tâm, dùng cơm trưa. Để cho đọc vô người ta thấy có cái gì đó, ta hiểu liền, ta ngầm. Bây giờ Pháp Hòa cũng giảm những cho Pháp Hòa phục nguyện, Pháp Hòa cũng chẳng có bài bản gì hết. Cầm cái hương lên đối trước Phật Bồ Tát, tâm mình lúc đó làm sao, mình nói lời gì mà người xung quanh mình có thể cảm nhận, nghe, hiểu được. Tâm người ta phát thèm. Tại vì mình đọc đó, nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương. Lòng thành kính của mình
là từ trái tim của mình nó lưu xuất. Lúc đó chữ nghĩa làm sao mình nói vậy. Còn bài bản tư thời để tứ chúng đăng cung tụ Phật tiền, cung tụ Phật tiền rồi đảnh lễ chư Phật, trì niệm hồng danh, trì tụng kinh chú, chuyên vì kỳ nguyện đồ. Ta nghe đó nói gì vậy? Ta không hiểu. Như thật sự những nghi thức đó, ta nói là có một cái vàng để cho chúng ta tạm đại ý, còn cái quan trọng là tự tâm. Cho quý vị lễ Phật rồi, quý vị đừng có bị những cái bài bản nó làm cho mình bị mắc kẹt vào đó. Thì lúc đó tâm của mình nó chưa thật sự nó xuất ra, làm sao mình quỳ trước Phật và tâm của mình nó luôn luôn những cái dòng tư tưởng, những cái tâm tình của mình. Thì tự đó mình, lúc đó mình có từ một cái cảm rất là hay, ta nói cảm ứng đó. Mình hãy nói ứng ra những cái gì trong lòng mình để người khác cảm được. Có nhiều khi mình nói thẳng hơn được, mình viết thơ. Viết thơ hay lắm. Một cái lá thơ mình viết, tại mình có thời gian mình suy nghĩ, mình chỉnh đốn câu cú của mình để người kia có thể đọc. Có nhiều người nắm tánh á, mình ngồi mình nói tao nghe đâu. Tại vì mình vừa nói là tôi nên đến thì mệt quá. Nhà đang im ổn, ngay sóng gió tối ngày. Ví dụ vậy. Những lúc đó mình hãy viết một lá thư, rồi mình bày tỏ những tâm tình của mình. Rồi người kia sẽ lắng đồng, thỉnh thoảng người ta sẽ đọc những cái dòng chữ đó. Pháp Hòa có nhiều người mẹ, con nó giận mẹ, nó không thèm nhìn. Thậm chí nó không cho mẹ ba thăm con luôn. Mẹ lên khóc. Rồi Pháp Hòa nói bây giờ cô về cô viết cho con cô một thơ. Cô hãy viết những gì rất thật trong lòng cô. Khi mà mình viết xong rồi, nhiều khi cái dòng cảm xúc mình viết, rồi sau đó mình chỉnh lại, làm cho cái lời mình nó gọn lại và mình nói một câu. Có thể con đọc lá thơ này con có thể chưa chấp nhận đâu, nhưng mà mẹ đã rất bằng lòng vì mẹ đã viết ra những gì trong lòng mẹ. Con hãy cất lá thơ này để thỉnh thoảng con cần thì con hãy đọc lại. Và thưa đại chúng, có những lá thơ đọc xong rồi thì mẹ con có thể hàn gắn lại với nhau, tại vì sự hiểu lầm bây giờ đã được phơi bày ra. Mà cái người ta không có khả năng lắng nghe, không có nghe. Mà bây giờ nếu mà người ta ngồi nghe mà mình khóc, mình cảm xúc, mình nói hết ý, viết thơ là nói hết ý, cho mình viết ra, viết những lá thơ như vậy, để mình làm sao mình xây dựng một cái đạo tràng trong gia đình mình. Cho nên Phật tử với nhau cũng vậy. Cho nên mình phải có một cái hình thức ngồi lại pháp đàm chia sẻ với mình. Thì sáng hôm nay Pháp Hòa cũng không có nói cái gì xa xôi, mà nói những điều rất gần trong cuộc sống tu hành của chúng ta. Thì hãy là những người bạn lành của nhau, từ vợ chồng, cha mẹ, anh em, đặc biệt là những người đồng đạo của chúng ta hiện nay đây. Tự mình mỗi người hãy tiếp nhận cái bài kinh này của Phật. Tính, giới, văn, thí, tuệ. Thâm nhập cái đó để mình làm một người bạn tốt của nhau. Chúc đại chúng an lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, thưa đại chúng, hôm nay chiều nay thì cho thầy nghỉ, vì hôm nay cái bài pháp của thầy đã hướng dẫn cho chúng ta phá chấp. Thì những cái lời mà chúng ta vẫn hỏi ấy, thì bây giờ xin cái đĩa của cháu Hồng đã thâu hết những lời thầy dạy, mình đem về mình nghe, mình thực tập, đó là mình hỏi thầy rồi. Vì thầy giảng nhưng mà chúng ta không thực tập, chúng tội nghiệp cho thầy, bỏ công sức bỏ lợi như vậy. Thì theo thiện ý của tôi thì đây là một bài kinh để mình làm cái hành trang cho cái ngày mình nhắm mắt, đó là theo tôi. Còn quý vị nghĩ thế nào thì không biết. Thì những cái lời thầy đưa ra là thầy thấy cái cuộc đời rất là khổ, mà chính chúng ta khổ chúng ta không biết. Vì cái ngã của ta nó lớn, thành ra chúng ta bị cái chấp trước. Thì hôm nay những bài pháp ấy, không có đề, nhưng mà theo thiện ý tôi ấy, là cái bài pháp phá chấp.
Nếu quý vị cảm nhận được ấy, thì cái đường đi của chúng ta, cái đạo tràng chúng ta sẽ được thanh tịnh nhiều hơn. Thầy cũng vì ấy, nói Phật tử thì nói riêng, tại vì sự tu tập của chúng ta đó không tới nơi tới chốn được. Vì tới ấy, thì cũng như thầy nói ấy, cái tô canh này phải thêm cái ngọ, giới chỉ kia phải thêm ngọ, thành ra là nó bất ý. Mình cứ tự tại như thế phải đi đó, thì chúng ta sẽ không bị vấp. Thầy cái thời gian thầy không có, mà hôm nay nghe những lời của thầy tôi rất là xúc động. Mình cũng thực hành, nhưng mà mình thấp cổ bé miệng, mình làm được. Thương rất thầy, tôi chưa bao giờ tôi gặp thầy, mà tôi chưa bao giờ tôi ý cái gì là sẽ được gặp thầy, nhưng mà cái duyên hôm nay, hai ngày hôm nay tôi gặp thầy. Những bài pháp của thầy tôi rất xúc động. Mong mọi quý chị em muốn trả ơn thầy, sống làm sao cho hòa hợp. Sống làm sao đấy giúp đỡ nhau, đừng có tùy hiện. Con Phật một nhà, mai mốt thầy nghe nó con Phật để cãi nhau như vậy, thầy rất buồn. Mình cảm nhận được những lời của thầy trao chuyển không cao không thấp, không có gì gọi là thầy ơi nó cao quá con không hiểu hay có gì thấp. Nó đưa những đời sống của chúng ta thường ngày như thế về chúng ta gặp phải, nhưng vì chúng ta không có quán chiếu được, không có suy nghĩ được là những cái gì ấy, thầy tổ dạy, lúc đó chúng ta chỉ biết cái lợi cho chúng ta. Như lúc nãy thầy nói, lợi người không có, chỉ lợi mình, rồi chia bè chia đảng ra, rồi cũng như thầy nói, tới chỗ này thì nói chỗ kia, tới kia chỗ nọ, hay là gặp một cái chữ gì cái là bắt người ta sửa, hay là gặp một cái gì bắt người ta phải thêm. Mình đã không giúp được người ta thì mình cứ để tự tại, là cái đó không phải là cái chỗ sự giác ngộ của mình. Thì bạch thầy, những lời mộc mạc của con như vậy, nếu mà sai con xin sám hối thầy và sám hối đại chúng. Thôi A Di Đà Phật thầy, anh chỉ có tâm sự như vậy thôi, mong mọi người quý vị đại chúng hồi hướng nha. Chúng sanh vô